Om 7 lươn 60 đẳng cấp số 1 Việt Nam. Làm bằng tre già nha. Tre này thì mãi mãi không hư. Nhưng mà 1 năm đến 2 năm phải thay một lần. 2 năm thay lên để gì ăn? Dạ. 6 tháng thay lần chắc ăn nha. Nếu mà các bạn thả nhiều thì thay liên tục. Đấy. Nắm thay lần đi. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Đi liên tục đi, mẹ nó được kìa. Một ngày là thả hơi vốn mà nha. Một ngày là thả hơi vốn. Lớn cứ một ống ống ba con ống năm con đi tha hồ.